Giờ kẹo dẻo. Ngon lắm. Thấy không? Ông nghe tôi ăn tôi nuốt nè. Ăn đi, nhai nhai, nhai vào. Bà lừa tôi không? Nãy giờ tôi uống cái này không? Nghe không? Cả lớp, cô có một thông báo rất là quan trọng. Sắp nghỉ Tết rồi đúng không? Vì vậy ngày mai cô quyết định là sẽ xả trại. Tức là sao? Tức là cô sẽ cho chúng ta mang đồ ăn vặt vào lớp thoải mái để liên hoan cuối năm. Các em thấy thế nào? Yeah! Liên hoan cuối năm. Ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô cho tụi mình thoải mái như vậy luôn á. Ờ đúng rồi. Đấy là cái này ngày mai phải gọi là ngày tự do của chúng ta. Đúng rồi. Tôi sẽ về xin tiền bố tôi để mua thật là nhiều bánh kẹo mang vào lớp ăn luôn. Ờ ha. Ờ tôi cũng sẽ xin tiền mẹ tôi để mang bánh kẹo vào lớp ăn. Không lo bị bắt nữa. Yeah. Chào Minh Mập. Ôi vui vẻ quá vậy. Chứ sao? Hôm nay chuẩn bị đồ ăn gì để làm liên hoan chưa? Trời ơi, không thấy hả? Ba lô tao đùng như thế này luôn hả? Ôi, cặp bà lúc nào chả to. Đúng rồi. Ô, chuẩn bị gì nhiều không? Trời ơi, tôi hả? Quá trời luôn á. Cái gì rồi cho tôi coi được không? Snack Đức. Của Đức đó nha, nhập khẩu trực tiếp từ Đức đó. 58.000 đó. Trời ơi, không thấy một bịch snack 58.000 bao giờ chưa? Trời ơi, 58.000 là bằng 10 bịch tôi ăn nữa. Bánh sô-cô-la que. Ngon quá. Còn gì nữa không? Tất nhiên, còn nhiều lắm, cứ bình tĩnh. Cái này. Ủa, cái gì vậy? Kẹo Milo đó. Kẹo Milo hả? Còn cái này là Kit Kat đấy. Sô-cô-la đúng không? Thì sao? Ủa, hai loại luôn hả? Chào, còn nữa nha. Kẹo dẻo Hàn Quốc. Hai loại luôn đó. Dẻo ngon quá. Nhưng mà ngoài bánh kẹo ra có gì không? Tất nhiên là còn rồi. Liên hoan là phải có trái cây mới vui đúng không? Đúng rồi. Tặng bằng Cherry New Zealand. Cherry hả? Gần 200 ngàn đó. Cái gì? Trời ơi. Một ly Cherry New Zealand có chút xíu à, mà 200 ngàn. Đúng rồi. Ôi ôi. Chưa hết đâu nha. Nhà giàu quá. Còn có nước uống. Nước dâu. Thôi. Đẹp chưa? Ông bao giờ thấy cái chai như thế này chưa? Chưa. Trời ơi, bà chuẩn bị chu đáo quá vậy. Quá trời đầy đủ luôn. Bánh kẹo rồi sô-cô-la rồi trái cây rồi nước uống nữa. Rồi còn ông sao? Ông đâu đưa ra cái gói? Tôi hả? Tôi cũng xin tiền mẹ tôi, mẹ tôi cũng chuẩn bị cho tôi á. Mẹ tôi còn nói là chuẩn bị cho cả tôi lẫn bà luôn á. Ôi mẹ ông hào phóng quá hả? Chứ sao? Cảm ơn đây. Đây nè, 1, 2, 3, tết tê. Kẹo hút chúc bà chúc tôi. Ồ, nghĩ sao vậy? Sao hả? Đi ăn liên hoan mà chuẩn bị hai cái kẹo mút. Trời ơi. Mẹ tôi nói là tại vì nói chung là tại vì cả năm mình đi học mình cũng ăn vụng nhiều rồi á, nên là bây giờ liên hoan thì mẹ tôi nói là mua 2 cây để tặng chia sẻ cho bạn bè 1 cây, nên là tôi mang tôi tặng cho bà 1 cây đó. Cái gì? Chia sẻ mà tặng cho cây kẹo mút 2.000 hả? Cũng gọi là chia sẻ mà nhà tôi đâu có điều kiện đâu. Thôi bà giữ đi. Giữ làm kỷ niệm. Cái này tôi chia sẻ cho bà rồi á, bây giờ bà chia sẻ cho tôi đúng không? Không biết sao nữa. Đúng rồi, bạn bè học với nhau cả năm trời, mấy năm trời luôn rồi mà. Chứ bà mang nhiều này thì cũng đâu ăn hết, ăn chung mới vui chứ. Hôm nay giờ bà nhìn tôi ăn muốn cái gì muốn thôi. Đúng không? Ông biết là tôi mua một đống đồ vậy hết bao nhiêu tiền không? Ông chia sẻ cho tôi có tuần này mà bây giờ hả? Ông đòi chia sẻ một nửa tuần này á. Thì tôi ăn phụ bà, và tôi cảm nhận chung với bà luôn. Thôi cũng được. Nhưng mà anh ý thôi nha. Tôi một nửa, bà một nửa. Cái gì? Cái mà còn đòi một nửa nữa. Thì làm cái cây kẹo này trước đi. Cái kẹo này là kẹo dẻo á. Đúng rồi. Sao nó dài quá vậy hả? Đúng là khoai tây Đức có khác. Trời thơm quá. Đảo vậy. Kẹo dẻo này các bạn ơi. Cái này đúng ạ. Vị khoai tây nguyên chất luôn á. Không có tẩm bột hay là cái gì hết trơn á. Ăn thử ấy. Anh này cảm ơn. Cái này ngon ghê hả? Y như đang uống Coca-Cola hay hả? Ê, anh biết không? Trời cũng đòi tôi chu bây giờ ăn cái kẹo ngon như vậy luôn á. Ăn khoai tây này đây. Cái kẹo này tôi ăn nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ ăn phải thấy ngon.
Trời ơi, đúng là snack đắt tiền hơn khác. Ăn như kiểu khoai tây thiệt á. Còn bình thường ăn mấy snack bình thường ăn giống như ăn bột vậy á. Ngon quá, ngon quá. Bánh bingo hả? Ừ. Còn cái gắt cho tôi ha. Chia đôi đi. Chia đôi hả? Wow. Này đâu phải viên đâu. Ôi hả? Tôi không biết nó hình gì. Ngon đụm luôn. Đấy hả? Ngon đụm luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn ăn cái này bao giờ chưa? Cái này mình mua trong chương trình á. Ê, cái cát này thì dặn viên tròn như vậy. Cái cát này tôi ăn nhiều à. KitKat hay Milo, bạn thích ăn cái nào? Tôi thấy cả hai đều ngon. Không biết các bạn có thấy vậy không? Các bạn thấy cả KitKat với Milo cái nào ngon hơn nhớ để lại dưới bình luận nha. Ngon quá, tôi đi Milo đi. Ở trong nó giòn nè các bạn. Đó. Lạnh cho cây nè. Cái này đắt tiền lắm đúng không? Anh thử đúng rồi. Trời ơi. Nghe mở sao vậy? Mở đi. Để tôi. Trời ơi. Nhà giàu mít mở cái cây ăn nữa. Bỏ vô ly như thế này đưa đi học tiện ha. Ồ, 200 nghìn thật đó hả? Ừ. Trời đất ơi, tôi chưa ăn quả cherry này bao giờ đó. Đây là mấy bạn. Ồ, đã rồi là đã luôn. Có bạn nào mà ăn cherry rồi không? Tớ là tớ chưa ăn rồi đó. Bây giờ ăn nè. Ừ. Ngon quá à. Đã ghê vậy. Nó giòn, nó là giòn. Thơm, ngọt, thanh. Cuộc đời chưa bao giờ ăn cái trái cây nào ngon như vậy đúng không? Còn hai quả cuối cùng. Tươi quả, ba quả ha. Đây. Vô. Trời ơi, bữa nay hả, liên hoan lớp vui ghê đó. No bụng nữa. Ôi, lấy xe quả đào bài đi, cô dùng. Cảm ơn nha. Không có gì. Nhớ chị bài tôi là được nghe chưa? À. Ôi, nhớ cuối giờ á, thấy nó đói ghê rồi đó. Hồi nãy ăn quá trời ăn, no quá trời no. Quên để lại một ít bánh kẹo á. Giờ thấy nó đói rồi đó cả trơn. Ông thấy đói không? À, cũng hơi đói một xíu à. Thôi ráng đi, sắp về nhà rồi ăn cơm. À. Các bạn ơi, thực ra không phải là tớ chỉ có hai cây kẹo mút đem đi liên hoan đâu, mà là tớ còn một bộ hộp snack khoai tây nè, một bịch kẹo dẻo nè. Đó, tớ mở cho các bạn coi nha. Ồ, ngon không? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì tớ không muốn mang ra, tại vì mang ra sẽ phải chia cho bạn Minh Mập luôn á, nên là tớ đã tìm cách giấu nó đi để bạn Minh Mập không thấy, để tớ có thể ăn một mình đấy. Bây giờ tớ sẽ chỉ cách mà tớ giấu để bạn Minh Mập không thấy cho các bạn xem nhá. Đầu tiên tớ sẽ hóa trang cho cái hộp snack khoai tây này thành một cái hộp bút. Đó, bằng cách là tớ sẽ dán những cái bút lên đây. Đó, dán thật nhiều bút lên thì sẽ nhìn giống như cái hộp bút các bạn nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng một cuộn băng keo và dán cái bút này dính lên cái hộp khoai tây nha. Ta-da, tớ đã cuốn xong cái hộp bút của tớ rồi nè. Đó, nhìn bên ngoài nó giống hộp bút đó các bạn ha. Nhưng mà ở giữa là có snack khoai tây đó. Như vậy là bạn Minh Mập sẽ không nhìn thấy đâu. Chưa xong đâu, còn cái kẹo dẻo này á, thì bây giờ tớ sẽ lấy kẹo dẻo ra và tớ sẽ để lên đầu bút chì nè. Đó, là ngụy trang là bạn Minh Mập cũng sẽ không biết luôn. Yeah, vậy là tớ đã có hai cái kẹo dẻo nè, cộng với một hộp snack khoai tây đó. Minh Mập á, ăn hết đồ ăn rồi. Bây giờ đói bụng rồi, nó còn đồ ăn ở đâu. Bây giờ tới giờ của mình. Cái này là cái hộp bút đó bạn Minh Mập không biết đâu. Snack khoai tây nè. Ngon lắm. Công nhận đói thiệt á. Cà chết. Ông đang làm gì vậy? Tôi đang học bài làm gì? Trên tay cầm gì vậy? Hộp bút tôi mới mua. Nhìn lạ quá ha. Ông không đói hả? Không, tôi không đói. Mà hình như tôi nghe gì thơm thơm, ông đang ăn gì đúng không? Có đâu, hộp bút thì có gì đâu mà ăn. Ăn gì cơ? Ngờ. Đói thiệt á. Đói hả? Ăn kẹo mút đi, này tôi cho thêm 3 cái củ tôi luôn á. Ôi, tôi không ăn này đâu.
Nè cho bà nó bà ăn đi. Không, không đâu. Chợ mút ngon muốn ăn. Giờ ăn kiểu dẻo. Ngon lắm. Ôi, nghĩ sao vậy? Cà chó nó hả? Có đồ ăn mà giấu tớ. Trời ơi, hồi nãy hả? Tớ cho cà chó ăn quá trời đồ ăn ngon, đồ ăn đắt tiền luôn. Mà bây giờ hả? Cà chó có đồ ăn mà giấu tớ. Tớ đang đói bụng. Hình như là có cái gì thơm thơm, mùi khoai tây đúng không mấy bạn? Đúng không? Cà chó có món gì? Mấy bạn biết đúng không? Mấy bạn biết thì mấy bạn nhớ để lại bình luận cho tớ nha. Không được, cà chó như thế này thật là xấu tính. Tớ phải trôn lại cà chớn mới được. Các bạn ơi, các bạn nghĩ là tớ có nên trôn lại bạn cà chớn không? Nếu có thì các bạn hãy thực hiện thử thách 3 giây để bấm like cho video này. Chúng ta bắt đầu nha. 3, 2, 1, xong. Các bạn đồng ý hết rồi đúng không? Bây giờ tớ sẽ nghĩ cách để trôn cà chớn nhé. Hello các bạn ơi. Bây giờ tớ quyết định sẽ trôn cà chớn uống slam. Là bằng cách là tớ sẽ dùng hai chai nước này. Các bạn biết hai chai nước này tớ dùng để làm gì không? Đó chính là cho vào ly và mang đi học uống. Ủa có liên quan không ta? Các bạn chắc hẳn rất là thắc mắc đúng không? Đợi tớ đổ nước vào ly xong tớ sẽ giải thích cho các bạn biết nhé. Các bạn biết đây là nước gì không? Đây là nước trái cây đó, uống rất là ngon. Ở bên trong còn có hạt é nữa đó. Đậy nắp lại nhé. Tèn tèn, đây là một ly nước uống thơm ngon. Còn bây giờ tớ sẽ làm một cái ly slam y hệt như thế này, nhưng mà nó bằng slam. Và sau đó tớ sẽ uống ly này và tên cà chớn sẽ uống slam. Và đây, nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản. Đây là một cái slam trong, rất là trong và dẻo của tớ nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là màu thực phẩm màu xanh, cho nó giống cái này ha. Và đây là một ít cái hạt này, giống như hạt cừu vậy đó, màu đen đen, nó giống hạt é ha. Rồi, tớ sẽ pha màu cho cái slime này. Wow, ra màu xanh rất là đẹp đúng không? Và tớ sẽ cho thêm những cái hạt này vào đây luôn. Nhìn nó khá là giống rồi đúng không các bạn? Đó. Tiếp theo tớ sẽ cho nó vào trong ly nha. Wow, slime của chúng ta nhìn đẹp quá các bạn ha. Ta-da, các bạn ơi, vậy là tớ đã có một ly nước uống thật và một ly nước uống slime. Nếu mà nhìn bằng mắt thường thì rất là khó phân biệt đúng không? Và nếu như các bạn không xem video này, không biết là các bạn có phân biệt được không nữa. Tớ là tớ không phân biệt được rồi đó. Vậy là bây giờ chúng ta có nước uống rồi đúng không? Nhưng mà tớ không chỉ trôn cả chén nước uống đâu, mà tớ còn trôn đồ ăn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm đồ ăn nhé. Rửa tay thật là sạch sẽ rồi trước khi làm nha. Tèn tèn, món thứ hai đó chính là phô mai giấy. Đây là phô mai nhé. Nhìn sau cái tờ giấy này, nó có khác nhau nhiều không các bạn? Không đúng không? Cách trôn này á thì rất là đơn giản thôi. Tớ sẽ giả vờ ăn những tờ giấy này. Thực ra tớ ăn sẽ ăn phô mai này các bạn. Và sau đó tớ sẽ cho bạn cả chén ăn giấy luôn. À, đo kích thước cái tờ giấy này và sau đó cắt phô mai kẹp vào đây. Ê cà chớn, ông đang làm cái gì vậy? Tôi đang đọc lại mấy cái bài cũ hết năm rồi, đâu còn gì đâu học. Ủa cái hộp bút đẹp đẹp của ông đâu rồi? Hộp bút hả? Hộp bút ăn hết rồi đúng không? Ăn hả? Hộp bút có gì đâu mà ăn. Bà vì sao vậy? Tớ hỏi cho vui vậy mà. Trời ơi, bà hôm qua bà đói quá, bà mơ rồi. Ê, mì mập, bà vừa làm gì hả? Tôi ăn giấy. Mới vô học đói quá ăn giấy luôn hả? Ừ. Trời ơi. Béo ngon không? Ăn không? Bà ăn cái gì đâu phải giấy đâu đúng không? Giấy mà. Giấy làm sao mà ăn được? Ông thử đi. Thiệt, tôi vừa mới ăn tờ giấy thôi, ông thấy hả? Ngon không? Ngon, ông thử đi. Thấy không? Ừ. Ông thấy tôi ăn tôi nuốt nè. Ăn đi, nhai vào. Giấy mà ăn gì trời?
Vậy là tại ông không ăn được rồi. Ông thấy tôi ăn bữa ăn nuốt xong không? Bà tào lao quá vậy mà cũng ăn nữa. Người gì đâu. Ngon quá vậy. Thơm nữa. Nước gì vậy? Thơm không? Nước trái cây hả? Đúng rồi. Ông nhớ buổi liên hoan hôm qua là tôi uống nước dâu đúng không? Hôm nay cũng là nước trái cây luôn. Cũng có hạt é luôn. Mà ngon hơn qua luôn á. Màu xanh đẹp quá ha. Cho tôi miếng được không? Khát nước quá. Ông có uống đúng không? Uống. Ngon mà, bạn bè tốt mà đúng không? Nể tình bạn bè tốt, tôi cho ông uống một miếng nha. Trời ơi, không ngờ mình mập á, không biết gì hết á, mà còn tốt bụng nữa chứ. Này thì uống đi. Rồi, đưa đây. Thèm lắm đúng không? Thèm. Uống miếng thôi bây giờ. Ông uống hết của người ta, để dành tôi uống nữa đó. Uống miếng thì cũng phải uống no rồi trả lại chứ. Ủa sao nó cứng quá vậy? Mút không lên vậy? Trời ơi, sao không kém thì uống nước mà. Trời ơi, bỏ nắp ra luôn đi. Ủa sao nó, cái nước này nó đặc quá vậy? Ai biết, tôi đâu có biết. Thơm mùi trái cây mà. Sao uống, uống được? Ông cố gắng ông uống đi. Cái này quen á. Tôi đâu biết. Trời ơi, biết ngay mà. Là sang nè. Trời ơi, thôi. Bạn lừa tôi quá giờ. Nãy giờ tôi uống cái này không kêu. Không chơi bạn nữa. Trời, đáng đời cái mệt mà. Ăn vụng mà giấu người ta. Uống đi. Thôi.